để mà có thai tự nhiên được đó là cả một cái quá trình, từ lúc mà mình quan hệ vợ chồng nè, mình có quan hệ được hay không nè, nhiều người không quan hệ được lấy đâu có thai được, rồi mình quan hệ vợ chồng được thì cái tinh trùng phải xuất cho âm đạo đủ một cái số lượng lớn của tinh trùng, thì tinh trùng mới bơi vô buồng tử cung. Muốn bơi vô được cái buồng tử cung thì nó phải đi qua cái kênh tử cung. Nhiều trường hợp cái kênh tử cung nó có những cái bất thường như là bị hẹp nè, hoặc là có thể bệnh lý mà cắt cái cổ tử cung đi nè, hoặc là những trường hợp bị polyp cái cổ tử cung quá lớn là nó cũng sẽ làm cản trở cái tinh trùng xâm nhập vô trong buồng tử cung nữa. Rồi từ buồng tử cung tinh trùng phải bơi lên được hai cái ống dẫn trứng để gặp trứng thì mới thụ tinh được. Nên cái ống dẫn trứng phải bình thường, phải thông, phải không có bị ứ dịch, phải có cái độ mềm mại của cái ống dẫn trứng thì cái tinh trùng mới bơi lên được gặp trứng. Rồi khi mà gặp trứng được rồi đó thì cái số lượng tinh trùng phải đủ lớn để tinh trùng nó bao quanh cái vỏ trứng, rồi mỗi một con tinh trùng nó sẽ tiết ra một cái men nó làm mềm cái vỏ trứng thì cái con tinh trùng nó mới chui thủng cái trong nó để mà nó thụ tinh được. Rồi làm sao cái trứng nó đi vô được cái ống dẫn trứng thì cái trứng phải rụng, thì mỗi chu kỳ người ta phải có hiện tượng rụng trứng. Có những người không có hiện tượng rụng trứng thì cũng không có thai được nữa, như những người bị buồng trứng đa nang đó, có nghĩa là chu kỳ kinh người ta quá dài, người ta không có rụng trứng thì ống dẫn trứng đâu có hút trứng được đâu, thì những trường hợp đó nó cũng không có con được nữa. Do đó tóm lại là để mà có con là một chuỗi, từ tinh trùng phải bình thường nè, rồi cổ tử cung, tử cung, ống dẫn trứng, mọi thứ phải bình thường và phải có hiện tượng rụng trứng. Thì khi mà trứng được hút trong buồng tử cung rồi đó thì mình phải giao hợp đúng cái thời điểm mà trứng rụng nữa thì mình mới có thai được. Chứ một trong những cái mà bất thường thì mình cũng không có được. Ví dụ như giờ tinh trùng quá yếu thì làm sao có thai được, hoặc là người ta bị hẹp cổ tử cung thì cũng không có thai được nữa, hoặc là cái buồng tử cung người ta có vấn đề dị dạng như là có vách ngăn, hoặc là có nhân sơ tử cung, hoặc là lạc động mạc tử cung, hay là cái bệnh lý gì nó cản trở cái lồng tử cung để mà tinh trùng không có xâm nhập vô được, hoặc là khi thai làm tổ rồi khi mà thai nó có rồi nó vô làm tổ không được, hoặc là những cái bệnh lý ống dẫn trứng nè, như tắc vòi trứng nè, như ứ dịch vòi trứng cũng không có thai được, hoặc là những cái bệnh lý về ở buồng trứng như là buồng trứng đa nang nè, nó cũng không có rụng trứng cũng không có thai được. Dù những cái nang lạc động mạc tử cung nó cũng làm cho cái buồng trứng nó không có phóng nõn được, nó cũng không thụ thai được đó. Có nghĩa là mình phải hiểu toàn bộ một cái quá trình như vậy đó, nên là cái tạo hóa cũng hay lắm. Nghe để có thai được á là phải vượt qua bao nhiêu cái cửa để mà mình có thai, chứ không phải là bình thường được. Do đó khi mà mình thả tự nhiên đó, mình thả một thời gian dài mà không có thai được thì chắc chắn là có vấn đề nằm ở những cái khâu mới nãy mình kể đó, như là từ cái trứng, từ cái ống dẫn trứng, từ cái tử cung, rồi cái cổ tử cung, âm đạo, hoặc là về phía bên chồng là cái tinh trùng như thế nào, mình phải đi kiểm tra cái nguyên nhân ở đâu để mình điều trị cho nó sớm, để cho mình điều trị sớm thì cái hiệu quả nó cao và cái chi phí điều trị nó thấp.